Lại nữa, thiện hiện, kẻ ác hữu của các đại Bồ Tát nếu chẳng nói đến việc của ma, tội lỗi của ma, thì có ác ma hiện làm hình Phật đến nói pháp tương ưng thanh văn độc giác cho đại Bồ Tát, đó là khế kinh cho đến luận nghị, phân biệt, khai thị, khuyên phải tu học. Thiện hiện đó là ác hữu của đại Bồ Tát, vì nếu chẳng nói những việc như vậy thì đại Bồ Tát đã được giác ngộ rồi. Nếu đại Bồ Tát khi tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa bị sự dẫn dắt của ác hữu này, thì nghe nói Bát Nhã Ba La Mật Đa thâm sâu như vậy thì tâm của vị ấy có sự kinh khiếp, có sự hãi hùng, có sự sợ sệt. Lại nữa, thiện hiện, kẻ ác hữu của đại Bồ Tát nếu chẳng nói đến việc của ma, tội lỗi của ma, thì có ác ma hiện làm hình Phật đi đến chỗ đại Bồ Tát nói: Thiện nam tử, như ngươi thì không có chủng tánh Bồ Tát, không có tâm Bồ Đề chân thật, chẳng có khả năng chứng đắc bậc bất thối chuyển, cũng chẳng có khả năng chứng đắc quả vị giác ngộ cao tột. Thiện hiện đó là ác hữu của đại Bồ Tát, vì nếu chẳng nói những việc như vậy thì đại Bồ Tát đã được giác ngộ rồi. Nếu đại Bồ Tát khi tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa bị sự dẫn dắt của ác hữu này, thì nghe nói Bát Nhã Ba La Mật Đa thâm sâu như vậy, tâm của vị ấy có sự kinh khiếp, có sự hãi hùng, có sự sợ sệt. Lại nữa, thiện hiện, kẻ ác hữu của đại Bồ Tát nếu chẳng nói đến việc của ma, tội lỗi của ma, thì có ác ma hiện làm hình Phật đi đến chỗ đại Bồ Tát nói: Thiện nam tử, sắc là không, không có ngã, ngã sở. Thọ tưởng hành thức là không, không có ngã, ngã sở. Nhãn xứ là không, không có ngã, ngã sở. Nhĩ tĩ thể thân ý xứ là không, không có ngã, ngã sở. Sắc xứ là không, không có ngã, ngã sở. Thanh hương vị xúc pháp xứ là không, không có ngã, ngã sở. Nhãn giới là không, không có ngã, ngã sở. Sắc giới, nhãn thức giới và nhãn xúc cùng các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra là không, không có ngã, ngã sở. Nhĩ giới là không, không có ngã, ngã sở. Thanh giới, nhĩ thức giới và nhĩ xúc cùng các thọ do nhĩ xúc làm duyên sanh ra là không, không có ngã, ngã sở. Tỷ giới là không, không có ngã, ngã sở. Hương giới, tỷ thức giới và tỷ xúc cùng các thọ do tỷ xúc làm duyên sanh ra là không, không có ngã, ngã sở. Thiệt giới là không, không có ngã, ngã sở. Vị giới, thiệt thức giới và thiệt xúc cùng các thọ do thiệt xúc làm duyên sanh ra là không, không có ngã, ngã sở. Thân giới là không, không có ngã, ngã sở. Xúc giới, thân thức giới và thân xúc cùng các thọ do thân xúc làm duyên sanh ra là không, không có ngã, ngã sở. Ý giới là không, không có ngã, ngã sở. Pháp giới, ý thức giới và ý xúc cùng các thọ do ý xúc làm duyên sanh ra là không, không có ngã, ngã sở. Địa giới là không, không có ngã, ngã sở. Thủy hỏa phong không thức giới là không, không có ngã, ngã sở. Thánh đế khổ là không, không có ngã, ngã sở. Thánh đế tập diệt đạo là không, không có ngã, ngã sở. Vô minh là không, không có ngã, ngã sở. Hành thức, danh sắc, lục xứ, xúc thọ, ái, thủ, hữu, sanh, lão tử, sầu, than khổ, yêu não là không, không có ngã, ngã sở. Bốn tịnh lự là không, không có ngã, ngã sở. Bốn vô lượng, bốn định vô sắc là không, không có ngã, ngã sở. Bốn niệm trụ là không, không có ngã, ngã sở. Bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn, năm lực, bảy chi đẳng giác, tám chi thánh đạo là không, không có ngã, ngã sở. Pháp môn giải thoát không là không, không có ngã, ngã sở. Pháp môn giải thoát vô tướng vô nguyện là không, không có ngã, ngã sở. Bố thí ba la mật đa là không, không có ngã, ngã sở. Tịnh giới, an nhẫn, tinh tấn, tịnh lự, bát nhã, ba la mật đa là không, không có ngã, ngã sở. Năm loại mắt là không, không có ngã, ngã sở. Sáu phép thần thông là không, không có ngã, ngã sở. Mười lực của Phật là không, không có ngã, ngã sở. Bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt. Đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, 18 pháp Phật bất cộng. Trí nhất thiết, trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng là không, không có ngã, ngã sở. Này thiện nam tử, các pháp đều là không, không có ngã, ngã sở, thì ai có thể tu tập sáu phép đáo bỉ ngạn? Lại ai có thể chứng đắc quả vị giác ngộ cao tột? Dù cho chứng quả giác ngộ đi nữa thì dùng để làm gì? Thiện hiện đó là ác hữu của đại Bồ Tát, vì nếu chẳng nói những việc như vậy thì đại Bồ Tát đã giác ngộ rồi. Nếu đại Bồ Tát khi tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa bị sự dẫn dắt của ác hữu này, thì nghe nói Bát Nhã Ba La Mật Đa thâm sâu như vậy thì tâm của vị ấy có sự kinh khiếp, có sự hãi hùng, có sự sợ sệt.
Lại nữa thiện hiện kẻ ác hữu của Đại Bồ Tát, nếu chẳng nói đến việc của ma, tội lỗi của ma, thì có ác ma hiện làm hình độc giác đến chỗ Đại Bồ Tát nói: Thiện nam tử, mười phương đều không, chư Phật Bồ Tát và chúng thanh văn đều không có. Thiện hiện đó là ác hữu của Đại Bồ Tát, vì nếu chẳng nói những việc như vậy, thì Đại Bồ Tát đã giác ngộ rồi. Nếu Đại Bồ Tát khi tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa bị sự dẫn dắt của ác hữu này, thì nghe nói Bát Nhã Ba La Mật Đa thâm sâu như vậy, thì tâm của vị ấy có sự kinh khiếp, có sự hãi hùng, có sự sợ sệt. Lại nữa thiện hiện kẻ ác hữu của Đại Bồ Tát, nếu chẳng nói đến việc của ma, tội lỗi của ma, thì có ác ma hiện làm hình thanh văn đi đến chỗ Đại Bồ Tát chê bai pháp tương ưng trí nhất thiết trí, khiến khởi lên ý nghĩ rất nhàm chán xa lìa, khen ngợi pháp tương ưng thanh văn độc giác, khởi lên ý nghĩ rất ưa thích. Thiện hiện đó là ác hữu của Đại Bồ Tát, vì nếu chẳng nói những việc như vậy thì Đại Bồ Tát đã giác ngộ rồi. Nếu Đại Bồ Tát khi tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa bị sự dẫn dắt của ác hữu này, thì nghe nói Bát Nhã Ba La Mật Đa thâm sâu như vậy, tâm của vị ấy có sự kinh khiếp, có sự hãi hùng, có sự sợ sệt. Lại nữa thiện hiện kẻ ác hữu của Đại Bồ Tát, nếu chẳng nói đến việc của ma, tội lỗi của ma, thì có ác ma hiện làm bậc thầy mô phạm đi đến chỗ Đại Bồ Tát dạy bảo, khiến cho nhàm chán xa lìa thắng hạnh của Bồ Tát. Đó là bốn niệm trụ cho đến tám chi thánh đạo, bố thí ba la mật đa cho đến bát nhã ba la mật đa, và khiến nhàm chán xa lìa trí nhất thiết trí. Đó là năm loại mắt, sáu phép thần thông, mười lực của Phật cho đến trí nhất thiết tướng, chỉ dạy tu tập pháp môn giải thoát không vô tướng vô nguyện. Người học pháp này thì mau chứng quả thanh văn hoặc quả độc giác, cứu cánh an lạc, cần gì phải siêng năng cực khổ cầu đạt đến quả vị giác ngộ cao tột. Thiện hiện đó là ác hữu của Đại Bồ Tát, vì nếu chẳng nói những việc như vậy thì Đại Bồ Tát đã giác ngộ rồi. Nếu Đại Bồ Tát khi tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa bị sự dẫn dắt của ác hữu này, thì nghe nói Bát Nhã Ba La Mật Đa thâm sâu như vậy, tâm của vị ấy có sự kinh khiếp, có sự hãi hùng, có sự sợ sệt. Hết quyển thứ 44.